Xin chào toàn thể quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Trước tiên, thầy xin cảm ơn toàn thể quý vị phụ huynh và các em học sinh đã đồng hành cùng thầy trong suốt thời gian qua. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn các con tham gia vào khóa học của thầy trong trang web thầylêquangkhải.com. Sau khi các con đăng ký thành công, thì quý vị phụ huynh và các con vui lòng sẽ vào trang web thầylêquangkhải.com cho thầy. Đây chính là giao diện của trang web thầylêquangkhải.com. Thì tại trang web này, các con sẽ tham gia khóa học như thế nào? Trước tiên, các con sẽ kéo xuống phần dưới cho thầy. Đây. Các con sẽ thấy rằng ở cái mục các chương trình học, đây chính là khóa học của các con, gồm có khóa lớp 4, lớp 5, lớp 2 và lớp 3. Các con đăng ký khóa học nào thì các con sẽ nháy vào lớp đó. Ví dụ như thế này, nếu các con tham gia vào khóa học lớp 4, chúng ta nháy vào chữ lớp 4 cho thầy. Đây chính là giao diện của khóa học lớp 4. Các con nhìn thấy chưa nhỉ? Tiếp tục, nếu những bạn nào đăng ký khóa lớp 5, chúng ta nháy vào chữ lớp 5. Thì giao diện khóa lớp 5 sẽ xuất hiện. Đây chính là những bài học, gồm có 4 phần như vậy. Trở lại với khóa học của lớp 4. Bây giờ giả sử như một bạn nào đó đăng ký khóa học lớp 4 của thầy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nháy vào chữ lớp 4 này. Thì khóa học lớp 4 sẽ xuất hiện. Khi đã tham gia vào khóa học của khối lớp 4 thì chúng ta sẽ học như thế nào? Trước tiên thì chúng ta sẽ quan sát cái bố cục của trang web bao gồm có 4 phần. Phần thứ nhất đó là các bài học ôn tập toán 3. Phần 2 là toán lớp 4 học kỳ 1. Phần thứ 3 là toán lớp 4 học kỳ 2. Và phần thứ 4 là phần tiếng Việt, thầy tách riêng ra ở phần cuối. Như vậy, cụ thể đó là chúng ta thấy được chia thành 4 mục nhưng gồm 2 phần, một phần là toán và một phần là tiếng Việt. Quy trình học như thế nào? Thì trước tiên đó là chúng ta sẽ học lần lượt hết chương trình toán bao gồm có 3 phần. Còn với phần tiếng Việt thì sao? Các con học trên lớp bài nào của tiếng Việt thì các con sẽ vào trong nhóm, các con ôn tập phần đó. Ví dụ như đầu lớp 4 các con học về từ đơn, từ phức thì chúng ta sẽ vào trong nhóm, chúng ta ôn tập phần từ đơn, từ phức. Đấy, gồm có 2 bài như thế này. Tương tự với các phần khác. Với từng bài học thì chúng ta sẽ học như thế nào? Thầy nói cụ thể. Đó là bài tập số 1. Ôn tập hình học lớp 3. Các con nhìn thấy chưa nhỉ? Ôn tập hình học lớp 3. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Trước tiên bố mẹ sẽ in cho thầy cái phiếu bài tập mà thầy đã gửi cho bố mẹ bằng cái đường link của Drive, thì bố mẹ sẽ in cho thầy. Bây giờ các con cùng quan sát phía dưới nhé. Đây, thầy đã in cái phiếu bài tập số 1, số 2 và lời giải của cái bài tập số 1, đó là ôn tập hình học lớp 3. Thì các con thấy này, đây là phiếu bài tập số 1. Bước 1, các con làm cho thầy phiếu bài tập số 1. Sau khi làm xong phiếu bài tập số 1 rồi, để kiểm tra xem bài làm của chúng ta đúng hay sai, thì các con trở lại với khóa học lớp 4. Chúng ta nháy vào bài học thì sẽ có video bài giảng. Chúng ta bật video bài giảng. Xin chào tất cả các em. Trong chuyên đề trước chúng ta đã làm quen với dạng bài tập là tin học tiếp qua những việc căng thẳng. Rồi, sau đó khi các con đã xem video, biết được mình đúng chỗ nào, sai chỗ nào, đồng thời thì củng cố lại phần kiến thức đó, thì bố mẹ tiếp tục cho con làm cho thầy phiếu bài tập số 2. Phiếu bài tập số 2. Sau khi con làm xong phiếu bài tập số 2 thì bố mẹ sẽ cho con kiểm tra lại bài làm của mình bằng đáp án thầy đã cho sẵn ở trong cái phiếu bài tập đó. Thì bố mẹ sẽ cho con kiểm tra lại đáp án của mình. Và trong quá trình học tại trang web của thầy cũng như trong quá trình học trên lớp, các con có bài tập nào không hiểu thì các con sẽ nộp vào nhóm chat trên Facebook cho thầy. Thì tại đó thầy có một đội ngũ các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con tận tình các bài học đó và giúp các con hiểu bài.
Thì trên đây là toàn bộ cái quá trình các con tham gia cái khóa học của thầy trên trang web thầyleconkhai.com. Và trong quá trình học có vấn đề gì khó khăn trong học tập cũng như có những bài tập khó thì thầy luôn sẵn sàng giúp đỡ các con. Thì có thể chúng ta gửi nhóm chat hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho thầy cũng được. Chúc cho các con học tập thật tốt và luôn theo dõi các bài giảng của thầy. Xin cảm ơn bố mẹ và các con rất nhiều.